Bên cạnh những cái tên đỉnh đám như Yakuju Sentai Garanger, Nimpu Sentai Hurricanger, Mighty Morphin Power Rangers, Kamen Rider Ryuki hay Ultraman Tiga đã từng làm mưa làm gió trong ký ức tuổi thơ của những bạn trẻ tại Việt Nam, thì Power Rangers Ninja Storm cũng là một cái tên tiêu biểu rất đáng được nhắc tới. Ở dịp trước, chúng ta đã cùng nhau khám phá dự án bỏ ngỏ Power Rangers Hexagon, là trường hợp giả định khi mà Hurricanger được chuyển thể dưới tay Saban Brands. Còn hôm nay, hãy cùng chúng mình khám phá bản adapt chính thức và tìm hiểu xem bộ Power Rangers đầu tiên mở màn cho kỷ nguyên Disney sẽ như thế nào nhé. Chào mừng các bạn tới với RTK Media. Và đây là bài review đánh giá về Power Rangers Ninja Storm. Đầu tiên như thường lệ, chúng ta tìm hiểu một vài thông tin cơ bản nhất xoay quanh bộ phim này nhé. Power Rangers Ninja Storm là bộ Power Rangers đầu tiên đánh dấu cho công cuộc chuyển giao thương hiệu phim về tay nhà chuột Disney, đồng thời đánh dấu thời kỳ loạt phim Power Rangers đổi phim trường từ Los Angeles tới New Zealand. Power Rangers Ninja Storm được sản xuất bởi hãng phim Buena Vista Entertainment, một công ty con thuộc sở hữu của Disney. Phim được chuyển thể từ Super Sentai series thứ 26, Nimbu Sentai Hurricanger, và bắt đầu được phát sóng tập đầu tiên vào ngày 15 tháng 2 năm 2003 trên đài ABC Kids. Ok, giờ chúng ta bước vào tìm hiểu và đánh giá bộ phim. Bám sát theo format kịch bản review các phần phim Power Rangers đã từng được chúng mình thực hiện, ta sẽ cùng nhau điểm qua phần cốt truyện và nhân vật trước, sau đó mới tiến tới nhận xét cụ thể những ưu, nhược điểm của bộ phim. Đầu tiên về phần cốt truyện, sâu trong những ngọn núi là học viện bí mật đào tạo những ninja. Văn thư cổ đại có ghi chép rằng 3 người xuất chúng nhất trong số các học viên sẽ được chọn để trở thành các Wind Rangers, chiến đấu chống lại kẻ ác và bảo vệ bình an cho nhân loại. Bộ phim khởi đầu xoay quanh 3 học sinh cá biệt tại học viện ninja là Shane Clark, Tori Hansen và Dustin Brooks, vốn được Sensei nhận định là những người khá có tiềm năng nhưng lại chảnh mạng trong việc học hành. Một ngày nọ, học viện đào tạo ninja đã bị quân đoàn những ninja tà ác từ bên ngoài vũ trụ tấn công. Dẫn đầu bởi Lord Thor, quân đoàn này đã bắt giữ toàn bộ học viên cũng như hút cả khuôn viên học viện lên trên con tàu vũ trụ của chúng. Khi sự kiện đó diễn ra, Shane, Tori và Dustin vì nán lại giúp đỡ người lạ nên đã may mắn thoát nạn. Là 3 học viên duy nhất còn sót lại của học viện ninja, họ được gửi gắm niềm hy vọng và trách nhiệm để trở thành Power Rangers. Cam, con trai của Sensei, đã dẫn họ tới Ninja Ops, một căn cứ bí mật nằm dưới lòng đất. Tại đó, họ gặp lại Sensei, người đã bất đắc dĩ hóa thành hình dạng một chú chuột để thoát khỏi sự tấn công của Lord Thor. Ngay thời điểm ấy, Sensei đã giao phó trọng trách trở thành Power Rangers cho 3 cô cậu học sinh cá biệt của mình. Và rồi, những Wind Rangers đứng lên đương đầu với thế lực tà ác với bè lũ quân đoàn Lord Thor để bảo vệ cho vịnh Blue Bay cũng như an nguy của trái đất. Giờ ta sẽ bước tới khám phá dàn nhân vật của bộ phim, khởi đầu với 3 Wind Rangers. Shane Clark, Power of Air, Red Wind Ranger. Shane là đội trưởng của nhóm Wind Ranger, là ninja sử dụng sức mạnh không trung. Từ trước khi trở thành một Wind Ranger, Shane, Tori và Dustin đã có mối quan hệ khá thân thiết với nhau. Shane có sở thích trượt ván, đồng thời cũng vô cùng thuần thục bộ môn này. Xét về tính cách, Shane là một người năng nổ, sông sáo và có trách nhiệm. Anh không ngừng đốc thúc đồng đội của mình trong công cuộc chiến đấu với bè lũ Lord Thor. Song, Shane cũng là một người khá bảo thủ và cứng nhắc. Khi sự quyết liệt của anh, nhiều fan khiến cho đồng đội mất lòng. Không những vậy, Shane có đôi chút tự cao và đố kỵ. Anh luôn muốn mình là tâm điểm chú ý, cũng như không chịu thua kém bất kỳ ai. Điều này được thể hiện khá rõ có một vài mâu thuẫn giữa anh với Dustin và Hunter trong suốt phần phim. Bên cạnh những nét tính cách có phần hơi tiêu cực, Shane là một cây hài không thể thiếu trong nhóm. Anh thường xuyên đưa ra những lời châm chọc, móc mỉa các thành viên khác. Shane có một người anh trai là Porter, hiện tại đang là một doanh nhân thành đạt. Porter từng hoài nghi về sự trưởng thành và trách nhiệm của Shane, nhưng sau khi vô tình biết được thân phận Red Wind Ranger của em trai mình, biết rằng cậu ta đang nhận lãnh những trách nhiệm lớn lao vượt trên cả an nguy của bản thân, Porter đã dành một sự tin tưởng và nể trọng nhất định dành cho Shane. Một thông tin bên lề nho nhỏ, diễn viên Robbie Magasiva, thủ vai Porter, cũng chính là anh trai của Paul Magasiva ở ngoài đời. Khi Shane còn nhỏ, anh đã cứu một nữ nhân ngoài hành tinh tên là Skylar thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ săn tiền thưởng Vexacus. Sau này, Skylar trở lại trái đất và ban cho Shane quyền năng mới, chính là bộ Battleizer Armor mà anh sử dụng sau này.
Victoria Tori Hansen, Power of Water, Blue Wind Ranger. Tori Hansen là thành viên nữ duy nhất của nhóm Power Rangers Ninja Storm, là ninja sử dụng sức mạnh của nước. Cô có sở thích lướt sóng. Tuy có cá tính và sở thích khá giống với một tomboy, Tori lại khá hiền lành, cởi mở và có phần nhạy cảm. Cô là thành viên hòa nhã và biết lắng nghe nhất ở trong đội. Cũng bởi vì là bóng hồng duy nhất, Tori nhận được khá nhiều sự quan tâm từ các thành viên còn lại. Trong nhóm thì cô là người thân thiết với Cam nhất. Cô luôn chia sẻ với những vấn đề khúc mắc của Cam và đưa ra những lời khuyên cần thiết. Tori cũng khá khéo léo trong cách hành xử khi chưa từng hùa theo bạn bè để châm chọc Cam vào giai đoạn mà anh chưa sở hữu sức mạnh của Green Samurai Ranger. Ngoài ra khi xem phim, khán giả cũng dễ nhận ra một câu chuyện tình cảm nhen nhóm giữa Tori và Blake. Song, vì đây là show truyền hình hướng tới đối tượng trẻ em, nên ta không được thấy nhiều những phân cảnh lãng mạn giữa hai người họ. Về cơ bản thì cách thể hiện tình cảm của cặp đôi này giống với những mối tình bọ xít giữa các cô cậu thiếu niên nhiều hơn. Water Dustin Brooks, Power of Earth, Yellow Wind Ranger. Dustin là thành viên thứ 3 trong nhóm, là ninja sử dụng sức mạnh của đất. Dustin có sở thích lái mô tô địa hình. Anh làm việc tại cửa hàng bán dụng cụ thể thao được quản lý bởi Kelly. Dustin là một tên nghiện truyện tranh. Anh có tính cách hài hước, cởi mở, hòa đồng và khá khờ khạo. Anh là người rất nhân hậu và không ngại xả thân giúp đỡ người khác. Tiếc là bởi quá ngây thơ và dễ tin người nên không ít lần lòng tin của Dustin đã bị lợi dụng. Bởi là một người về tính cách có phần hơi lập dị nên Dustin luôn muốn nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Không chỉ phải không ngừng chứng minh bản thân xứng đáng với tư cách một Ranger, Dustin còn luôn khao khát được một lần trở thành tâm điểm của sự chú ý. Điều này được thể hiện rất rõ qua tập 24, Tongue and Cheek. Cặp gỡ Hunter và Black, bởi có chung sở thích đua mô tô địa hình, Dustin cũng là người đầu tiên trong nhóm Wind Ranger đặt niềm tin vào hai anh em bọn họ. Tuy ít nhiều bị phản bội và nhiều phen bẽ mặt trước đồng đội, nhưng sau cùng, trải qua nhiều biến cố, Black và Hunter cũng đã gia nhập nhóm để cùng sát cánh chiến đấu dưới tư cách các Thunder Rangers. Sẵn nhắc về hai anh em nhà Bradley, Hunter và Blake là những đứa trẻ mồ côi được cha mẹ nhận nuôi về. Họ không có quan hệ huyết thống, nhưng đã cùng nhau trưởng thành và khôn lớn, sát cánh bên nhau như những người anh em thực thụ. Hunter và Blake theo học tại học viện đào tạo các Thunder Ninja. Học viện này cũng chịu chung số phận bị tấn công và bắt giữ bởi quân đoàn của Lord Thor. Trong tình thế cấp bách, Sensei Omino đã giao lại cho họ những Thunder Morphers cũng như quyền năng để trở thành các Thunder Rangers. Xong, Hunter và Blake cũng không thoát khỏi sự truy quét của thế lực tà ác. Sau đó, Lord Thor đã dựng lên câu chuyện rằng chính Sensei Watanabe là người đã hạ sát cha mẹ của họ, khiến cho hai anh em đem mối hận trả thù Sensei cũng như không ít lần tấn công nhóm Wind Ranger. Sau cùng, sự thật vẫn lở ra rằng chính Lord Thor mới là người đã đứng sau âm mưu ấy. Hunter và Blake nhận ra được đâu mới là những người họ nên tin tưởng nên đã chọn đồng hành sát cánh cùng nhóm Wind Rangers. Đội hình Power Rangers Ninja Storm giờ đã có 5 thành viên. Hunter Bradley, Power of Thunder, Crimson Thunder Ranger. Hunter, theo như mô tả của Blake, là một người với trái tim quả cảm, mạnh mẽ và rất đáng tin cậy. Sau khi những hiểu lầm với Sensei và những mâu thuẫn với nhóm Wind Ranger được tháo gỡ, anh cùng với Blake tới cửa hàng bán đồ dùng thể thao của Kelly để làm việc cùng Dustin. Giống với Shane, Hunter khá ương ngạnh và cứng đầu. Điều này dẫn tới những mâu thuẫn mới giữa hai người khi đối đầu nhau tìm ra người xứng đáng dẫn dắt cả nhóm dưới vai trò đội trưởng. Bởi về cơ bản thì cả hai đều là những Red Ranger. Song cuối cùng, hai người đều đã nhận ra được những điểm mạnh của nhau, hóa giải những mâu thuẫn và đồng hành cùng chiến đấu. Hunter có một người cháu họ tên là Charlie. Bởi cả hai đều cùng một cô cha nên Hunter đã rất cố gắng để có thể giúp cho Charlie khỏa lấp nỗi buồn. Sự đáng tin cậy này của Hunter được thể hiện rất rõ trong tập 21, Good Will Hunter. Trong đội hình 6 thành viên của Power Rangers Ninja Storm, cá nhân mình đánh giá Hunter là người có phần bị mờ nhạt nhất. Những nét tính cách trong Hunter được bộc lộ không đủ rõ ràng và không tạo cho anh được một dấu ấn riêng nhất định. Blake Bradley, Power of Thunder, Navy Thunder Ranger. So với Hunter thì Blake có phần nhí nhố, hòa đồng và hài hước hơn. Blake cũng là một tay cà khịa khá máu mặt trong bộ phim. Lớn lên cùng Hunter từ nhỏ, Blake luôn dành một sự nể trọng và ngưỡng mộ với anh trai mình. Và dù không nói ra, Blake luôn thể hiện bản thân là một chỗ dựa đáng tin cậy mỗi khi Hunter gặp rắc rối. Cụ thể trong những tập phim Return of Thunder, khi Hunter hít phải khí độc và đánh mất lý trí, hay tập Brothers in Arms
khi Hunter bị bắt cóc bởi một con drone. Ngoài việc được xây dựng mối quan hệ tình cảm khá dễ thương với Tori như mình đã đề cập ở trên, thì Blake còn là một cây hài thực sự duyên dáng trong đội. Nét diễn xuất của Chagido Vargas Jr. tạo được một ấn tượng vô cùng tốt trong lòng những khán giả xem phim. Thành viên cuối cùng trong nhóm là Cameron Cam Watanabe, Green Samurai Ranger. Cam là con trai của Sensei Kanoi Watanabe, trưởng môn của Học viện Đào tạo các Green Ninja. Cam là một chàng trai toàn diện, cả về đầu óc lẫn kỹ năng chiến đấu. Anh rất giỏi trong việc sử dụng công nghệ. Điều này khiến anh trở thành một trợ thủ giúp sức vô cùng đắc lực cho nhóm Green Rangers trong quá trình chiến đấu. Rất nhiều những vũ khí, trang thiết bị, đồ dùng nâng cấp được các Rangers sử dụng trong phim đều do một tay Cam sáng chế. Xong, Cam mong muốn bản thân mình làm được nhiều hơn như vậy. Anh muốn được thực sự chiến đấu với tư cách một Ranger. Chính bởi việc Sensei Watanabe giao trọng trách trở thành những Green Rangers cho nhóm ba học sinh cá biệt kia, nên giai đoạn đầu của bộ phim, Cam tỏ rõ sự chán nản và ngán ngẩm đối với Shane, Tori và Dustin. Lý do mà Cam không thể trở thành Ranger là bởi cha của cậu đã cố gắng bao bọc cậu quá kỹ, bởi ông đã hứa với người vợ quá cố rằng sẽ không để Cam gặp bất cứ rắc rối nào. Chính bởi luôn bị quản thúc như vậy, nên Cam rất muốn có cơ hội để chứng minh năng lực của bản thân. Và rồi, cơ hội ấy cũng đã tới. Khi các Ranger rơi vào tình thế cấp bách, Cam buộc phải quay về quá khứ để tìm kiếm một nguồn sức mạnh mới giúp tháo gỡ tình hình. Đó cũng chính là lúc mà cậu gặp được mẹ của mình thời còn trẻ và được bà giao phó sức mạnh Green Samurai Ranger. Từ đó, Cam trở thành Ranger thứ 6 trong đội. Vấn đề nằm ở chỗ, vừa đảm đương công việc của một Ranger, nhưng đồng thời hỗ trợ công tác kỹ thuật cho các Ranger khác, lại làm việc thực sự gây khó dễ cho sức chịu đựng của Cam. Nên anh đã tạo ra một bản sao nhân tạo mang tên Cybercam để giúp anh lo chu toàn những công tác hậu cần. Nhưng không may lại bị nó tạo phản và trói vào một góc. Nhìn chung, Cam là một con người tận tình, chu đáo, thông minh và sáng suốt. Có thể nói đối với cá nhân mình, đây là Ranger mà mình yêu thích nhất trong nhóm. Ngoài việc đem bịch nước rửa mặt chị mụn đi để tán gái ra thì anh ấy ổn. Giờ mình điểm qua một chút về tuyến phản diện của bộ phim. Trước khi đề cập tới kẻ phản diện chính là Lord Thor, mình sẽ điểm mặt sơ qua một vài tùy tùng thân cận của hắn. Đầu tiên là tướng quân Jurgen. Hắn là một tay sai trung thành và khá đáng tin cậy, với sở trường chế tạo máy móc, vũ khí, cũng có thể được coi là trợ lý kỹ thuật đắc lực của Lord Thor. Jurgen cũng góp mặt trong khá nhiều những pha tấu hài của tuyến phản diện. The Rangers defeat is at hand. Would it kill you to crack a smile? Sir, I don't have a mouth. Tiếp theo là Trubo, là một tùy tùng khác của Lord Thor. Một tên khá kỳ cục và ngốc nghếch. Về cơ bản thì đây là một kẻ phản diện rất mờ nhạt và ít đất diễn. Vai trò của hắn chủ yếu chỉ được thể hiện trong 3 tập Return of Thunders. Cuối cùng, không thể thiếu trong những kẻ thân cận với Lord Thor là Mara và Capri, hai cô nàng ngổ ngáo đúng nghĩa, làm thì ít và phá hoại thì nhiều. Là cháu gái của Lord Thor, song hai nhân vật này quả thực chỉ đóng vai trò giải trí cho bộ phim, với những pha xử lý đi vào lòng đất và không ít lần khiến cho ông cậu của mình phải đau đầu. Giờ ta sẽ khám phá tới nhân vật Lord Thor. Lord Thor là em trai song sinh của Sensei Kanoi Watanabe, tên gọi khi xưa của hắn là Kiya. Cùng anh trai theo học tại Học viện Green Ninja, Kiya từng là một ninja hệ đất. Trong quá trình theo học, hắn đã ngấm ngầm tự học hỏi và sử dụng những chiêu thức của ninja hắc ám. Mọi sự vỡ lở khi Kiya lên kế hoạch chiếm lấy nguồn sức mạnh bên trong khối cầu Samurai, bảo vật gia truyền mà Miko luôn đem theo mình. Xong, hắn đã bị ngăn chặn bởi Cam, khi đó đang quay về quá khứ tìm kiếm sức mạnh mới. Kiya sau đó đã bị lưu đày và xóa tên khỏi Học viện các ninja. Từ đó, hắn lấy danh xưng của một chiến binh tà ác cổ đại, Lord Thor, và trở thành một ninja hắc ám, nuôi mộng báo thù anh trai mình, cũng như âm mưu thống trị trái đất. Nghe xuất thân thì có vẻ ngầu lòi như vậy, nhưng Lord Thor thực sự là một kẻ phản diện tấu hài cực mạnh. Nếu có danh sách xếp hạng những chùm phản diện nhây và hài hước nhất của loạt phim Power Rangers, mình chắc chắn sẽ xếp cho Lord Thor vị trí cao nhất cho bảng xếp hạng. Lord Thor gây ấn tượng rất lớn cho khán giả bởi những câu từ mỉa mai xéo sắc, với những pha giải trí đáng nhớ, và đặc biệt là khả năng phá bức tường thứ tư khi thỉnh thoảng lại nhìn về phía ống kính để giao tiếp với khán giả. Giờ mình bước tới nhận xét về bộ phim. Về phần ưu điểm, phim xây dựng được cốt truyện tương đối tốt, không phải quá xuất sắc, nhưng nó đủ để tạo sự hứng thú và giữ chân khán giả xem phim. Phim duy trì cao trào tương đối tốt khi không có quá nhiều những tập thừa, tập nghỉ nhàm chán.
arc phim xuất sắc nhất đã được đề cập tới có lẽ là 3 tập The Samurai's Journey, là hành trình tìm kiếm nguồn sức mạnh mới của Kem. Yếu tố hài hước cũng là một điều không thể phủ nhận ở trong phim. Thời điểm mà Power Rangers về tay nhà chuột Disney cũng là giai đoạn mà những loạt phim sitcom thanh thiếu niên của hãng này khá khởi sắc. Do vậy, Power Rangers Ninja Storm cũng chịu ảnh hưởng không ít từ phong cách này, với rất nhiều những miếng mảng hài hước, những câu đùa vô cùng duyên dáng khiến cho khán giả cảm thấy ấn tượng. Lời khuyên dành cho các bạn xem phim, nếu như giỏi tiếng Anh, hãy tìm xem bản raw để có trải nghiệm tốt nhất đối với những câu đùa trong phim. Mảng âm nhạc cũng là một điều đáng được khen ngợi, từ nhạc opening cho tới những bài soundtrack đều được phối tương đối tốt và phù hợp với không khí của bộ phim. Hành động và kỹ xảo có lẽ cũng là một điểm mạnh không cần phải bàn cãi nhiều của franchise Power Rangers. Đặc biệt, với Power Rangers Ninja Storm, phim rất chịu khó đầu tư những phân cảnh chiến đấu bằng xe gắn máy, cùng những góc quay táo bạo giúp trải nghiệm của người xem được nâng cao. Giờ mình điểm mặt một vài nhược điểm còn tồn đọng trong bộ phim. Điểm yếu đầu tiên có lẽ tới từ việc xây dựng tuyến nhân vật. Dù phải thừa nhận rằng dàn diễn viên của Power Rangers Ninja Storm diễn xuất rất tốt và vô cùng tròn vai, song có hai nhân vật trong nhóm Rangers khiến mình cảm thấy khá mờ nhạt, đó là Shane và Hunter. Tính cách của họ có phần bề nổi và không tạo được nhiều dấu ấn đối với mình. Về tuyến phản diện, nhân vật Trubo cũng là một kẻ khá thừa thãi. Tiếp theo, các phân cảnh sử dụng kỹ xảo 3D trong Power Rangers Ninja Storm cũng không thực sự tốt. Một vài cảnh nhìn khá là thô và giả. Đặc biệt có thể kể tới như các cảnh chiến đấu của Tri-Battleized Armor hay cảnh bay lượn trên không của Glider Cycle. Ngoài ra, có một điểm là mình không thực sự thích trong bộ phim, đó chính là các phân cảnh Megazord Formation bị tua nhanh tốc độ, tạo cảm giác khá gấp gáp và mất tự nhiên. Giờ mình sẽ điểm tới một vài thông tin bên lề xoay quanh bộ phim. Bởi là series chuyển giao sang thời kỳ Disney, Power Rangers Ninja Storm không có sự liên quan trực tiếp nào tới với các series Power Rangers trước đó. Phim đồng thời không có tập team up với Power Rangers Wild Force do sự khác biệt về đội ngũ sản xuất, diễn viên và địa điểm quay phim. Mặc dù thương hiệu bị sang tên đổi chủ, Power Rangers Ninja Storm vẫn có sự góp mặt của những cái tên đình đám đã gắn bó với quá trình sản xuất loạt phim như Douglas Sloan, Ann Austin dưới vai trò giám chế, hay Koichi Sakamoto, người đứng đầu đội ngũ Alpha Stunts dưới vai trò đồng giám chế và đạo diễn võ thuật, đạo diễn hình ảnh. Vào thời điểm phim được phát sóng, hiệu ứng từ việc nhà sản xuất mới cũng như cốt truyện tươi sáng hơn đã giúp đẩy rating cũng như doanh số bán đồ chơi của loạt phim tăng cao. Giai đoạn phim Power Rangers ở thời Disney cũng đánh dấu cho việc mỗi Rangers có một sức mạnh đặc biệt cho riêng mình khi chiến đấu ở hình dạng người thường. Và như chúng mình đã từng đề cập, dự định chuyển thể ban đầu của bộ phim mang tên Project Hexagon sẽ có cốt truyện và cách xây dựng nhân vật vô cùng khác. Chi tiết về dự án này ra sao, các bạn có thể tìm xem lại clip về Power Rangers Hexagon mà chúng mình đã từng thực hiện nhé. Cuối cùng là bài review về Power Rangers Ninja Storm, chúng mình muốn dành sự tri ân tới hai diễn viên đã khuất của bộ phim này, là Sir Grant McFarlane, người đã xuất sắc hòa thân vào vai Lord Thor và Sensei Watanabe, và Pua Magashiva, nam diễn viên thủ vai Shane Clark, Red Wind Ranger. Sir McFarlane qua đời vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, còn Pua Magashiva qua đời vào ngày 11 tháng 5 năm 2019. Chúng ta sẽ không nhắc tới những lùm xùm trong chuyện đời tư còn nhiều uẩn khúc của Pua ở clip hôm nay. Thay vào đó, ta cùng bày tỏ sự tri ân dành cho hai diễn viên tài năng, những người đã góp phần tạo nên những hình tượng đẹp, sống động và đáng nhớ trong tuổi thơ của rất nhiều khán giả. Trên đây là những đánh giá nhận xét của chúng mình về Power Rangers Ninja Storm. Có thể thấy, tuy phim vẫn còn một vài khoảng đuối hơi trong khâu xây dựng nhân vật, nhưng những yếu tố khác như cốt truyện, hành động, kỹ xảo và âm nhạc đều đã được thực hiện tương đối chỉnh chu. Tuy là một franchise không được coi trọng tại gia đình nhà chuột, nhưng quả thực phát sóng đầu tiên của Power Rangers dưới thời kỳ Disney đã gây dựng được những thành công nhất định cho riêng mình. Còn các bạn có cảm nghĩ như thế nào về bộ phim này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình được biết nhé! Đừng quên like, share và subscribe cho kênh để tạo động lực cho chúng mình ra mắt nhiều video thú vị hơn nữa nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!